bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. nghe sách nói tại Voice mời các bạn lắng nghe quyển sách Kỹ năng mới trong tầm tay Tác giả Peter Hollins Người dịch Hoàng Huấn Đơn vị ủy thác bản quyền Phương Nam Búc Bản chuyển ngữ này được xuất bản theo hợp đồng thỏa thuận xuất bản giữa Phương Nam Búc và PKCS Media Giọng đọc Lê Yến Lời giới thiệu Giống như nhiều đứa trẻ khác, tôi cũng bị bắt buộc phải chơi một nhạc cụ nào đó ở thời niên thiếu. Song thân đã cho tôi lựa chọn giữa piano, saxophone và violon. Nhà chúng tôi đã có sẵn đàn piano rồi, tuy nhiên chẳng có người nào trong gia đình chơi cả. Tôi đã nghe theo lời gợi ý của người lớn và ghi danh học lớp piano sẽ bắt đầu vào tuần sau đó. Tôi mở đầu lời giới thiệu này với sự thật rằng dạo ấy tôi thực sự chẳng giỏi gì mặc dù đã chơi piano trong 7 năm cả thảy. Và trong khoảng thời gian như vậy, một số đứa trẻ khác có thể tới biểu diễn ở sảnh đường Carnegie, nhưng tôi hầu như chỉ chơi được những bản nhạc tương đối đơn giản. Chú thích đây là địa điểm hòa nhạc nổi tiếng tọa lạc tại 881, đại lộ thứ bảy, 7th Avenue, khu trung tâm Manhattan ở thành phố New York, Hoa Kỳ. Người dịch. Hết chú thích vậy có phải do tôi thiếu yếu tố quan trọng nhất là tài năng hay không có lẽ là vậy nhưng cũng có thể là không hay nói cách khác tài năng có thể chỉ là phần nào mà thôi nhưng theo những gì mà tôi còn nhớ thì lúc đó bản thân tôi thiếu kinh khủng thời gian luyện tập và diễn tập về phần mình cũng cần nhấn mạnh rằng tôi cực kỳ thiếu kiên nhẫn bởi vì năm đó đa phần bạn bè đều có những chiếc xe đạp leo núi mới còn tôi bị kẹt ở trong phòng phải gõ phím piano trong những tháng hè tuyệt đẹp dành cho việc thảnh thơi đạp xe. Mặt khác, tôi có một đứa bạn bắt đầu chơi piano khoảng chừng cùng lúc với mình, và nó cũng không có xe đạp leo núi. Chúng tôi thông cảm cho nhau, nhưng chẳng bao lâu tôi cảm thấy ganh tị vì nó dường như chơi piano tiến bộ nhanh hơn mình. Khi đề cập tới trình độ piano, bạn tôi đã có thể tiến bộ hàng năm, trong khi giáo viên thậm chí chẳng cố gắng nâng trình độ của tôi lên mỗi năm dạo ấy tuy tôi không nhận ra điều đó nhưng cũng thấy được rằng mặc dù lúc khởi điểm gần như nhau chúng tôi hoàn toàn khác nhau về kỹ năng trong một năm vào lúc đó tôi còn chưa suy nghĩ sâu xa để đặt câu hỏi liệu bạn tôi đang làm gì khác mình song sau này nhìn lại thì rõ ràng bạn tôi đã được đưa vào khuôn khổ luyện tập diễn tập và kỷ luật nhiều hơn mẹ của bạn tôi khá nghiêm khắc và tôi nghe kể rằng bà ấy có thể dùng cây gãi lưng bằng gỗ để đánh đòn nó thật mạnh cũng chẳng sao cả đó là sự mở đầu căn bản nhằm tạo nền tảng cho việc đạt được kỹ năng đúng vậy một phần lớn của việc có được kỹ năng là thái độ sẵn sàng nỗ lực làm việc tận lực và kiên trì cho tới khi những cuộc vật lộn của bạn mang lại thứ gì đó điều đó sẽ chỉ có tác dụng ở bước khởi đầu nhưng cũng có những cách hữu dụng và hữu hiệu hơn để học các kỹ năng mới trong bất cứ hoàn cảnh nào mà bạn đối mặt. Học những kỹ năng mới như đăng lên, bơi lội, quần vợt hoặc nhạc cụ đòi hỏi chúng ta kết hợp với niềm đam mê hoặc sở thích nhiều hơn. Song nó có khả năng ảnh hưởng tới cuộc đời bạn theo những cách thức lớn hơn nhiều. Trên thực tế, học các kỹ năng mới thể hiện khả năng thay đổi hoàn toàn cuộc đời và hoàn cảnh của bạn. Và hiểu cách làm sao để tăng tốc quá trình này cho chính mình thực sự có nghĩa rằng bạn có thể thay đổi cuộc đời mình, thậm chí nhanh hơn theo hướng bạn muốn. Không tính chuyện tôi đã học piano trước đây, việc nhanh chóng đạt được kỹ năng là điều then chốt xuyên suốt quá trình học tập và làm việc của tôi. Và tôi tin rằng điều đó cũng có khả năng ảnh hưởng, tác động tới bạn một cách tương tự. Vì vậy, hãy đào sâu và sẵn sàng bắt đầu tiếp thu cách để học hỏi nhé. Hết lời giới thiệu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1: Học hỏi và nhanh chóng đạt được kỹ năng chúng ta đang sống trong thời đại mà mình có thể học nhiều điều nhanh hơn trước đây thông tin ở hầu như bất cứ chủ đề nào mà chúng ta muốn nghiên cứu thì đa phần có thể tiếp cận ngay lập tức các bài hướng dẫn chỉ tôn ít tiền hoặc thậm chí miễn phí đều có sẵn trên mạng đối với bất cứ kỹ năng hay chuyên môn nào mà chúng ta muốn học tập và chưa bao giờ dễ dàng hơn cho một cá nhân quan tâm tới điều gì đó cứ việc tuân thủ một số bước thực hiện và thậm chí đạt được chứng chỉ hoàn tất một lĩnh vực nghiên cứu thường chỉ trong phòng khách riêng biệt của chính họ. Trong quá khứ, nếu không biết một sự kiện nào đó xảy ra tận 20 năm trước, bạn sẽ phải mất công đi tới thư viện và tốn vài giờ đồng hồ để lật qua bộ bách khoa toàn thư chỉ để tìm kiếm câu trả lời. Giờ đây tất cả các công cụ đó có sẵn cho chúng ta và có thể dễ dàng tiếp cận cũng như vận hành chúng. Ngay bây giờ bằng cách nắm được những khả năng mới chúng ta có thể định hình cuộc sống của mình tốt hơn bất cứ thế hệ nào trong lịch sử thế giới vậy thì tại sao chúng ta lại không làm việc đó đó có thể là vấn đề có hoặc thiếu tính tự giác kỷ luật với một số người việc tập trung nghị lực để học tập đòi hỏi nhiều nỗ lực hoặc cũng có thể là chúng ta chưa biết đầy đủ cách để học chúng ta không biết những mẹo để thấu hiểu và ghi nhớ thông tin hoặc ứng dụng vào thực tiễn có vài điều phải sửa về cách chúng ta học tập lúc ban đầu, học thụ động. Bạn sẽ đối mặt với điều này rất nhiều trong môi trường học tập theo kiểu truyền thống. Thông tin được bày ra, bạn tiếp nhận, rồi bạn lặp lại một lần nữa ở mức độ nào đó. Trong lớp, hầu hết chúng ta mong mỏi ghi nhớ được thông tin và nhai lại chúng. Mà điều đó thì không nhất thiết là cách tối ưu để lưu giữ thông tin nhằm sử dụng sau này. Lúc đó, học đường được coi là nơi bạn gắng sức chỉ để cho xong việc, và đối với một số người trong chúng ta học có nghĩa là dành chút ít nỗ lực trí tuệ để có thể học mà không bị phạt hoặc bị la rầy đặc biệt trong thời buổi này khi mà chuyện tự học rất thuận tiện thì việc đối phó với kiểu tư duy lười biếng đó có thể là một trở ngại khi muốn tự học điều gì mới mẻ bạn dễ dàng nhận ra rằng chẳng biết bắt đầu từ đâu và những năm dài học theo cách nhai lại chẳng giúp ích gì cho bạn nhưng sẽ có nhiều lợi ích khi bạn là người tự học ba từ này có nghĩa là bạn tự mình học tập và đó là mục tiêu của cuốn sách này thay vì chỉ đi theo chương trình huấn luyện do người khác đưa ra tâm lý của việc đặt ra khóa học và con đường cho riêng mình chính là phần thưởng hầu như ngay từ đầu kích thích tạo lập ý chí của bạn kết hợp cách học tập mới mẻ với những khả năng và nhận thức mà bạn đã có nâng cao tiềm năng được tuyển dụng hoặc thăng tiến trong nghề nghiệp tìm ra các cộng đồng phù hợp với những mối quan tâm của bạn và thêm một lớp nhận thức về những gì cuộc sống đòi hỏi phải có. Tất cả lợi thế vừa kể đều xuất hiện thông qua việc tự học. Nó thể hiện khả năng mạnh mẽ để thay đổi hoàn cảnh và cuộc đời bạn. Những lợi ích, sự tưởng thưởng này không thể có trong môi trường học tập thụ động. Thật khó sử dụng thông tin mà bạn đơn giản chỉ được yêu cầu lặp lại. Bạn không được dạy cách biến nó thành bất cứ thứ gì đó trong thực tế hoặc không được dạy những phần nào đã học là quan trọng nhất. Chắc chắn rằng chúng ta đã không được dạy cách xử lý cũng như điều khiển những gì mình đã học làm cách nào để ghi chú sắp xếp thời gian tập trung một cách mạnh mẽ hoặc đặt thứ tự ưu tiên thông tin chỉ vì lợi ích của nó mà thôi thì không có nhiều giá trị ngoài ra nhiều thứ chúng ta học ở trường đã bị lỗi thời do kỹ thuật thay đổi và thời gian thay đổi nói chung việc tự học trải qua sự tiến hóa sâu sắc tuy nhiên những động cơ thúc đẩy chúng ta cũng vậy Chúng ta có thể học bất cứ môn nào mình muốn, điều đó làm quá trình học tập có ý nghĩa hơn và đúng là hứng thú hơn. Thực ra, nếu người nào đó muốn thay đổi hoàn cảnh của mình thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc học tập. Và nếu không học tập một cách hiệu quả, bạn sẽ không bao giờ tiến bộ. Nhưng nếu làm được thì bạn có thể thay đổi được nhiều thứ theo hướng tốt hơn. Một người bạn tôi đã ly hôn sau 10 năm hôn nhân, cô ấy không đi làm và không có bất cứ kỹ năng nào có thể giúp cô ấy tìm được việc làm. Từng bước một, Cô đã tự học cách làm đồ nữ trang. Cô ấy không đi học ở trường bởi vì không có đủ khả năng. Sau 5 năm thực hành, cô đã có thể kinh doanh đồ nữ trang chế tác theo ý muốn của khách hàng và hiện tại cô vẫn điều hành công việc từ căn nhà của riêng mình, căn nhà mà cô đã tạo được chỉ sau 3 năm vào nghề. Dĩ nhiên, năng lực và lòng tự tin của cô gia tăng rất nhiều khi dành hết thời gian để tập luyện và nâng cao tay nghề cô đã hướng được chúng vào việc giải quyết một tình huống rất khó khăn và cho ra những kết quả xác thực, rõ ràng từ những gì từng chỉ là một sự thích thú hấp dẫn cô. Điều đó đã thay đổi quá trình diễn biến của cuộc đời cô. Học kỹ năng mới nói riêng có thể gia tăng giá trị của cuộc đời bạn nói chung bất chấp tuổi tác, hoàn cảnh, trình độ hoặc địa vị. Tự thân cảm giác rằng ước nguyện của bạn đã được thực hiện hoàn tất là một sự tưởng thưởng nhưng bạn cũng có thể nhờ đó để cải tiến hiện trạng hoặc tình trạng làm việc, hoàn thành những hoài bão cá nhân, tăng cường một cách toàn diện các khả năng của mình và thậm chí mở ra cánh cửa đi tới những năng lực mới mà bạn có thể muốn học hỏi. Bạn muốn gì? Cơ hội thì đầy rẫy, có rất nhiều. Bất cứ tình trạng xáo động hoặc trở ngại nào mà chúng ta chạm trán thì đó luôn là thực sự, không phải giả tạo. Nhưng bạn muốn dành thời gian cho điều gì nhất? Những ai trong chúng ta muốn học một nghề mới hoặc kỹ năng mới nhằm làm thay đổi quá trình diễn biến của đời mình đều không thiếu sự lựa chọn. Có thể bạn sẽ phải hao tâm tổn sức để quyết định bạn muốn làm gì, đặc biệt là nếu bạn đang tự mình quyết định thực hiện mà không có ai chỉ bảo. Bạn quyết định thứ mình cần tập trung vào như thế nào? Coi đây là bài tập tư duy, hãy suy nghĩ về tất cả kỹ năng mà bạn muốn học hoặc cho mục đích giải trí hoặc nghề nghiệp Đừng ngạc nhiên nếu bạn nghĩ ra số lượng kỹ năng là hai con số nhé. Tôi chắc rằng bạn có thể nghĩ ra 10, 15 hoặc thậm chí hơn nữa. Hiển nhiên rằng bạn không thể chế ngự tất cả chúng ngay một lúc. Không ai trong chúng ta có quỹ thời gian vô tận. Vì vậy, chúng ta cần xác định một số nhỏ các kỹ năng mà mình có thể giải quyết hoặc coi là quan trọng nhất. Khả dị hơn cả là trong cùng một khoảng thời gian, bạn chỉ có thể kiểm soát hai hoặc ba kỹ năng trong số những gì bạn muốn học để phục vụ công việc lẫn thời gian nhàn rỗi của mình. Để xác định đó là những kỹ năng nào, bạn sẽ phải tự đặt câu hỏi trong vài lĩnh vực. Mục đích Động lực nào khiến bạn muốn xây dựng kỹ năng mới này? Có phải nó mang lại nhiều tiền bạc hơn để có sở thích mới, nâng cao mối quan hệ, cải tiến sức khỏe, thể lực hoặc tâm lý không? Hãy xác định mục tiêu quan trọng nhất đối với bạn và học những kỹ năng hướng tới điều đó. Bạn định khởi nghiệp, vậy phải học kế toán căn bản, bạn có lẽ muốn thám hiểm nhiều hơn nên đã quyết định học môn leo núi. Và trong tương lai, bạn có thể du lịch ngoại quốc nên muốn học một ngoại ngữ mới. Hiểu được mục đích lớn hơn đằng sau sự gian nan, nỗi khó nhọc là điều quan trọng. Cung và cầu Một này dành cho những kỹ năng có mối tương quan đặc biệt với việc làm cũng như nghề nghiệp và một số kỹ năng dễ tìm việc làm hơn. Đó là những năng lực có nhu cầu cao nhưng ít nguồn cung. Bạn có thể thấy nhiều lập trình viên có thể thành thạo mã HTML hoặc CSS, nhưng ít người hiểu ngôn ngữ. Ruby on Rails, Python, C Thăng, ngay cả JavaScript. Khi có thể, hãy chọn một kỹ năng có thể nâng cao khả năng kiếm tiền. Nếu không theo đuổi việc kiếm tiền, hãy tìm kỹ năng có giá trị nhất theo ý nghĩa khác đối với bạn. Nếu thích thức ăn Mexico, thì bạn học cách nấu món ăn đó, mà đừng bận tâm thành thạo cách nấu món Pháp. Tài năng nếu bạn sở hữu tài năng nào đó và nó đã được phát triển tốt thì tài năng đó có thể tạo sự khác biệt khi bạn lựa chọn một kỹ năng mới nào đó để học hãy tận dụng tài năng của mình và bạn sẽ thuận lợi hơn có khả năng tiến bộ nhanh hơn khi học kỹ năng bạn chọn nỗi thất vọng thường gặp trong công việc là chúng ta lao lực cực nhọc với nó nhưng lại không sử dụng tới bất cứ thứ gì trong những khả năng tốt nhất của mình mỗi người được trời phú cho một tài năng nào đó để họ thực hiện công việc dễ dàng hơn người khác kỹ năng mới nào mà bạn có thể làm chủ nó nhanh chóng hơn nhờ tận dụng những tài năng bẩm sinh của bạn. Nếu có thể vẽ phát họa nhanh bằng viết chì, bạn sẽ có khả năng học dễ dàng để trở thành họa sĩ chân dung hơn những người không có tài đó. Nếu giỏi môn toán, bạn có thể dễ dàng phát triển kỹ năng đang lên bởi vì nó cần kỹ năng hình học và tính toán. Hãy sắp xếp danh sách ước mơ của bạn về những kỹ năng mới dựa theo mức độ tài năng bạn hiện có, nhiều, ít hoặc không có điều này có thể đặc biệt quan trọng nếu bạn là người ít kiên nhẫn những cơ hội có sẵn hãy nhìn vào vị trí công việc hoặc địa vị xã hội hiện tại của bạn chúng trợ giúp cho việc học hỏi một kỹ năng đặc biệt nào đó nhiều tới mức nào có thể công ty bạn sẵn lòng bồi hoàn học phí để bạn thành thạo việc biên tập video có thể bạn có người bạn hoặc thân nhân là một chuyên gia làm vườn có thể cố vấn cho bạn liệu có việc làm nào ít rủi ro dành cho bạn khi bạn học một ngôn ngữ lập trình? Những kỹ năng nào mà hoàn cảnh trực tiếp của bản thân khiến bạn dễ dàng đạt được nó? Và liên quan tới vấn đề này, việc học các kỹ năng khó khăn hoặc phức tạp hơn sẽ đòi hỏi nhiều công cụ, sự chú ý, thời gian, tiền bạc hơn những thứ khác đơn giản hơn. Do đó, hãy trung thực và có ốc thực dụng về những kỹ năng dễ dàng đạt được và có thể chấp nhận dựa trên hoàn cảnh hiện tại của mình. Bạn có thể muốn trở thành điêu khắc gia trên băng nhưng điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải đầu tư máy cưa xích và việc đó là một thách thức bởi vì bạn hiện sống trong môi trường với mức 32 độ C quanh năm. Do đó, đồ gốm và tác phẩm đất sét bây giờ có thể phù hợp với túi tiền và môi trường của bạn hơn. Tình hình cuộc sống Chúng ta được tuyển dụng rồi bị sa thải. Chúng ta bắt đầu các mối quan hệ rồi chia tay. Chúng ta kết hôn rồi ly dị. Chúng ta bị bệnh, chúng ta dọn tới chỗ mới. Chúng ta có con cái, không ai được miễn trừ với những thay đổi của cuộc đời đang diễn biến. Và một số sự biến chuyển đó sẽ đòi hỏi phải học thêm những kỹ năng mới. Công ty của bạn giảm quy mô hoạt động nên bạn phải học cách để dành tiền. Bạn trở thành cha hay mẹ nên phải học cách nấu ăn. Bạn được chẩn đoán là bị béo phì nên phải học cách tập thể dục. Khi một thay đổi quan trọng trong đời cưỡng ép bắt buộc bạn thì hãy chấp nhận nó nhiều tới mức có thể. Nếu nó buộc bạn học một kỹ năng sống mới Hãy hoan nghênh cơ hội đó, đừng chống lại hoặc kháng cự sự thay đổi này và hãy chấp nhận hiện trạng của bạn. Đó có thể là động lực lớn giúp bạn thích nghi với những hoàn cảnh mới. Các giai đoạn học tập. Như đã đề cập ở trên, do đa phần việc giáo dục ở trường lớp đều ở dạng học thụ động, nhiều người trong chúng ta có lẽ không có nhận thức hoặc mong mỏi để học kỹ năng mới. Ít nhất, chúng ta không biết về những giai đoạn mình trải qua khi tiếp nhận kiến thức Việc hiểu các giai đoạn học tập có thể dẫn tới một phương thức tốt để tiến triển và tiên liệu chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đó. Năm 1970, Noel Birch của tổ chức Golden Training International đã ghi nhận bốn giai đoạn của việc học tập và phát triển năng lực mà mọi người trải qua khi tiếp thu điều mới mẻ. Chúng ta cùng sử dụng ví dụ về học đàn piano để minh họa các giai đoạn này và để một lần nữa khẳng định với mẫu thân của tôi rằng tất cả những năm tháng mà bà đã chi tiền cho tôi học piano đã có tác động tích cực. Thiếu năng lực vô thức Nói một cách đơn giản, bạn không biết những gì mình không biết. Giai đoạn này là khi chúng ta lần đầu được giới thiệu về kỹ năng hoặc kiến thức mới, chúng ta chưa hình dung về những gì mình đang làm, những gì mình cần biết hoặc mục tiêu của chúng ta là gì. Chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào tình trạng phạm nhiều sai lầm và thậm chí bản thân không biết điều đó. Trong ví dụ học piano, Thứ mà bạn biết duy nhất ở giai đoạn này chính là cây đàn piano trông ra sao. Bạn có thể biết âm thanh của nó ra sao, bạn biết được điều đó khi chạm vào các phím đàn, chỉ vậy thôi. Ngoài ra, bạn chẳng biết cách đọc bản nhạc, cách di chuyển ngón tay dọc trên bàn phím, hoặc bất cứ thứ gì về nhạc lý, thậm chí bạn có thể không biết liệu mình sẽ theo đuổi việc học tới cùng hay không, thậm chí bạn chưa thể chơi được bảy nốt nhạc cơ bản. Thiếu năng lực hữu thức ở giai đoạn kế bạn biết được những gì mình chưa biết nhưng chưa thể làm được việc gì cả khởi đầu giai đoạn giữa này bạn bắt đầu làm quen với một số chi tiết của kỹ năng mà mình đang xây dựng bạn nhận thức rằng vẫn còn nhiều điều mình không biết nhưng bạn biết cách phát hiện những lỗ hỏng về kiến thức và cách lấp đầy chúng bạn vẫn phạm sai lầm nhưng giờ đây bạn biết hiện trạng của mình bây giờ bạn đã có một ít kiến thức về piano bạn có lẽ đã biết tên các nốt nhạc và có lẽ có thể chơi được một số âm giai mà không phải nỗ lực quá nhiều. Bạn cũng biết một số điểm căn bản nào đó để đọc bản nhạc, dấu thăng và dấu dáng là gì, số chỉ nhịp của bản nhạc là gì. Bạn phải giữ một nốt nhạc ngân bao lâu và hai hướng dẫn mang tính căn bản hơn được ghi trên bản nhạc nhằm nhắc bạn phải bấm phím đàn mạnh hơn hoặc nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn hoặc chậm hơn nhưng bạn vẫn đang học kỹ thuật sử dụng ngón tay, vẫn phải đi chậm với những bản nhạc mới và thậm chí chưa thể nghĩ tới việc chơi bất cứ thứ gì quá phức tạp. Bạn vẫn chưa thể thoát khỏi Rachmaninoff. Chú thích Sergei Rachmaninoff sinh năm 1873, mất năm 1943, là nhạc sĩ, nghệ sĩ piano bậc thầy người Nga, người dịch. Hết chú thích. Bạn biết những gì mình cần làm nhưng chưa thể làm được một cách nghiêm túc, bởi vì bạn chưa có đủ kỹ năng. Năng lực hậu thức Bạn biết những gì mình cần biết, giờ đây bạn có thể thực hiện nó. Bạn đang bắt đầu thành thạo hơn, bạn đang thực hành nhiều và có khả năng thực thi các khía cạnh nào đó của những kỹ năng mới của mình. Bạn biết việc mình phải làm và phạm ít lỗi hơn, nhưng bạn vẫn chưa là người thành thục trong công việc bạn đang cố gắng làm, tức là bạn vẫn cần chú tâm vào quá trình thực hiện để phát triển nó thành thói quen. Vì vậy, ở giai đoạn này, bạn chơi piano khá thạo, bạn có kế hoạch luyện tập thường xuyên, bạn đang học những phần nhạc lý phức tạp, bạn có thể nhận ra và chơi một số tác phẩm sau khi nghe qua mà không cần tờ nhạc bướm, mặc dù vẫn phải nhìn vào chuỗi hợp âm nào đó. Tuy nhiên, bạn vẫn còn những cấp độ cao hơn, ký ức cơ bắp (muscle memory) của các ngón tay vẫn chưa hoàn toàn phát triển đủ để chơi những tác phẩm cực kỳ nhanh và hầu hết thời gian bạn vẫn cần tờ nhạc bướm để chơi những ca khúc đó. Chú thích, đây là khả năng mô phỏng một động tác đặc biệt nào đó trong vô thức do kết quả của việc lặp lại thường xuyên động tác này. Người dịch Hết chú thích Nhưng bạn nhận thức rõ rằng đây là lúc gặt hái kết quả. Năng lực vô thức Cuối cùng bạn biết những gì mình biết và có thể thực hiện ngay cả mà không phải suy nghĩ về nó. Sau hết, bạn trở thành chuyên gia về kỹ năng đó. Bạn vô cùng thành thạo, bạn thuộc lòng từng bước, bạn biết cách hoàn thành mục tiêu và điều chỉnh một cách trơn tru khi cần. Nếu có sai sót, bạn chỉ phạm vài lỗi mà thôi. Như hai từ vô thức ám chỉ, trên thực tế, bạn có thể thực hiện nó trong vô thức. Tức là bạn chỉ cần suy nghĩ chút ít khi đang thực hiện kỹ năng mới này, bởi vì bạn đã hoàn toàn thành thạo nó. Tôi rất vui để báo cho bạn rằng giờ đây, bạn thật sáng chói về piano những năm luyện tập đã biến các ngón tay của bạn thành những dụng cụ với tốc độ phi thường. Bạn có thể chơi hầu hết bất cứ thứ gì sau khi nghe qua. Thời gian duy nhất bạn cần từ nhạc bướm là khi được giới thiệu một tác phẩm mới mà bạn chưa từng nghe trước đó, và bạn ghi nhớ nó chỉ sau vài lần chơi. Hầu như bạn thả hồn mình vào nhạc cụ bất cứ khi nào chơi. Giờ đây, bạn là một chuyên gia, bạn đang biểu diễn như ở sảnh đường Carnegie, người ta đang lặng người để hòa nhịp với bạn bạn đang nhận những đề cử của giải Grammy và Elton John thì đang nhờ bạn cho lời khuyên. Bất cứ khi nào chúng ta tiếp thu một kỹ năng mới, việc nhìn nhận tất cả giai đoạn nói trên là rất hữu ích. Nó giúp đặt ra những kỳ vọng mang tính hiện thực về khi nào và cách thức chúng ta học tập, cũng như cho phép mình nhìn thấu hơn vào những gì chúng ta cần làm. Chúng ta có thể xác định vị trí hiện tại của mình và đang thiếu cái gì. Và quan trọng nhất, quá trình này có thể giúp bạn tránh được cảm giác thất vọng và sự chỉ trích. Khi biết được những gì mình sắp trải qua, hiểu rằng nó là hoàn toàn bình thường, chúng ta sẽ cảm thấy được khích lệ và thôi thúc hơn để tiếp tục tiến lên. Khi học tập, các giai đoạn đầu có thể là khó nhọc và hãy nhớ rằng chuyện đó là rất bình thường. Những người thành thạo một kỹ năng nào đó đều khởi đầu mà chẳng biết chút gì. Phương thuốc để chịu đựng trong những giai đoạn đầu chỉ là tiếp tục mạnh mẽ tiến bước. Khi bắt tay vào việc học tập, chúng ta có nhiều trù liệu dự tính và đa phần chúng xuất hiện thậm chí trước khi chúng ta biết mình muốn làm gì. Với đa số quyết định, chúng ta phải xác định mình thực ra cần hoặc muốn gì và hình dung những kết quả mà chúng ta tìm kiếm. Một khi chúng ta trù liệu trong đầu, tự chuẩn bị về mặt tinh thần và quyết định đảm đương thách thức đó, thì đây là lúc để bắt đầu đề ra những kỳ vọng, mong mỏi của mình về kỹ năng mà chúng ta sẽ đạt tới. Các điểm chính. Học tập là gì? Ngoài nỗi khó nhọc sự bất tiện và phiền toái. Việc học hỏi miêu tả khả năng thay đổi cuộc đời và hoàn cảnh của bạn. Cái khó là chúng ta chưa bao giờ được dạy cách học bởi vì đa phần việc giáo dục ở học đường có khuynh hướng thụ động. Một bước quan trọng trong việc học tập là hình dung những gì bạn muốn học. Chúng ta có nhiều mong muốn, ước vọng, nhưng chỉ nên dành thời gian quý báu cho những thứ quan trọng mà thôi. Vậy những gì là quan trọng? Những thứ có thể gia tăng hạnh phúc và khả năng kiếm tiền, tận dụng sức mạnh, nâng cao mục đích sống, sử dụng lợi thế tốt nhất của cơ hội hoặc đương đầu trước hoàn cảnh sống. Trong quá trình học tập có bốn giai đoạn quan trọng mà bạn cần tự mình quen thuộc và khi biết mình đang ở đâu, bạn có thể lên kế hoạch tốt hơn nhiều cho những bước bạn cần thực hiện. Bốn giai đoạn đó là thiếu năng lực vô thức, thiếu năng lực hữu thức, năng lực hữu thức và năng lực vô thức. Hết chương 1. Học hỏi và nhanh chóng đạt được kỹ năng FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiên và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.